Đây đây rồi, đây rồi. Mình cứ gọi là phân cực trước, phân cực sau. Cái main của nó đẹp thật. À đây các bạn này vẫn vẫn có ánh sáng nhìn thấy đấy. Xin chào các bạn nhá. Mình không hiểu sao là cái màn hình Full HD IPS này, mình lấy cái ánh sáng của đèn flash mình dọi mà nó không xuyên lên được các bạn ạ. Không xuyên lên được. Mà trong khi đó cái màn hình TL, màn hình thường á, mình cầm mình dọi mình xuyên được, mình soi được. Ví dụ như màn nó vỡ là mình soi vào rất là dễ. Thế nay nhân tiện có cái màn này của mình có cái màn hình Full HD ấy mà, nhưng mà nó bị vỡ rồi, nhân tiện thì mình sẽ bóc ra các bạn nhé. Mình bóc ra xem cái cấu tạo của bên trong nó như thế nào, rồi cái chức năng của từng lớp của màn hình như thế nào, mà sao mà mình dùng cái đèn flash mình soi vào đấy nó cứ tối tối, nó không thể hắt được sáng lên. Thế nhưng mà chủ yếu là xem cái cấu tạo của nó, rồi các cái chức năng của nó các bạn nhé. Đây thì đầu tiên là mình để mình xem được các cái lớp bên trong nó thì mình lại phải bóc nó ra cơ. Mình bóc nó ra mình phá nó ra xem thế nào các bạn nhé. Cái màn mỏng này thì bóc thì này, ta bóc ở phía trước các bạn, ở phía sau thì không bóc được. Ở phía sau bóc thì gần như là phải phá đây này, gần như là phải phá. Mình cũng ít bóc con này lắm. Đó. Ở đây nhân tiện tí nữa mình sẽ cho cái khu vực này ra để mình nhìn cái phần cái mạch điều khiển của nó. Đó, như vậy là mình móc đúng cái vị trí đấy là nó ra được. À, chưa. Đây các bạn ơi, như vậy là cái màn hình Full HD IPS nó cấu tạo cũng có nhiều lớp đấy. Cái phần này này và các cái lót này. 1 2 3 4 5 6. Như vậy là nó có 6 cái lót liền các bạn nhé. Thì tất nhiên là mỗi cái lót thì nó có những cái chức năng nó xem như nhau. Mình đếm lại xem này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 cái lớp mica, 5 này và 6 cái lớp lớp ở phía cùng này là 6 này. Với lại cái phần lớp màn hình nữa. Đó. Thì đầu tiên là mình xem cái lớp ở cuối cùng đấy này. Cái lớp cuối cùng đấy các bạn ơi. Đây nhá, đây cái lớp cuối cùng. À đâu, cái lớp mica này tính bỏ bỏ riêng này. Mình tách riêng lớp này. À đây 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 đây. Cái lớp này lớp cuối cùng nhá. Thì cái lớp cuối cùng này thường thường nó hay đi kèm với lại đây 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 các bạn ơi, đây đây. Lớp cuối cùng nó hay đi kèm với lại đây, mình phải dùng cái kìm. Rồi. Ok. Cái kìm đấy các bạn nhé. Này cái kìm này mình à thưa mình thử nhấc xem nào. À nhấc ra thì nó lại tung ra. Ok. Lớp cuối cùng này, lớp đầu tiên đây là cái lớp cuối cùng này, nó có chức năng hắt sáng nhé. Hắt sáng nó dội ngược lên phần màn hình, nó dội ngược lên phần màn hình. Nhưng mà ánh sáng từ đâu thì cái nguồn của ánh sáng nó là phải là cái nguồn led này, thế này. Đây đây rồi, đây rồi. Đây các bạn ơi, mình nột ra được cái phần nguồn sáng của nó đây rồi. Đó. Đây một dải cái đèn led các bạn luôn nhé, một dải cái đèn led này. Đây mình cho cận lại các bạn đây. Một dải cái đèn led nó chính là cái nguồn, một dải của nó này. Là cái nguồn nguồn ánh sáng nó hắt lên đấy. Nó nguồn ánh sáng. Thì nó hắt lên bởi cái tấm cuối cùng này này, là cấm cuối cùng. Nhưng mà cái tấm thứ hai là tấm mica này. Cái tấm này thì nó có chức năng khuếch đại ánh sáng, nhưng mà tấm này nó mới chỉ khuếch đại có 1,5 đến 1,8 lần thôi. Đây này.
cũng dày ghê đây các bạn. Cái này tấm này dày nhất đấy, dày nhất đây. Còn đây nó gồm có 1 2 3 4 5, nhiều ghê nhỉ. 1 2 3 4 4. Như vậy những cái chức năng của những cái tấm lót này này thì là nó dùng để nó khuếch đại ánh sáng lên các bạn nhé, và làm cho ánh sáng nó sáng hơn và sáng đều lên trên phần cái màn hình này này. Đó. Như vậy là các cái chức năng của cái tấm lót này là khuếch đại và tán xạ ánh sáng các bạn ạ. Đó, tán xạ ánh sáng. Còn đây là cái lớp màn hình. Còn cái đây là cái lớp màn hình thì nó gồm có phân cực trước nhé và phân cực sau, mình cứ gọi là phân cực trước, phân cực sau. Đó, bởi vì nó gồm có hai cái lớp. Nhưng ở bên trong hai cái phân cực này này, phân cực trước, phân cực sau thì nó lại có ba lớp nữa cơ. Nhưng mà cái ba lớp này nó sẽ hơi thuật ngữ một chút, thì mình chỉ cần hiểu rằng là ở bên trong nó có cái lớp gọi là một lớp nữa, lớp tinh thể lỏng các bạn ạ. Đó, nói như vậy thì nó sẽ đơn giản. Thì để dễ hiểu hơn thì cái lớp tinh thể lỏng ấy này. Đó, thì khi mà mình bóp thì không biết các bạn có nhìn được không, nên mình cho gần này nhá, mình xin lỗi. Cho gần lại một chút này. Đấy, đấy các bạn có thấy cái mực nó loang loang, nó bị vỡ, nó loang loang ra không? Đây này. Đó, thì đấy là cái phần tinh thể lỏng nhá. Đó. Cái này nếu mà các bạn tìm hiểu sâu thì chắc phải phải đọc một số các cái tài liệu để tìm hiểu sâu hơn. Đây các bạn ơi, đây là cái phần mạch mạch điều khiển. Cái này là mạch điều khiển chính nhá, mạch điều khiển chính của. Đây. Đây các bạn chờ mình một chút thì nó hơi khó cắt. Wow, cái mền nó đẹp các bạn ạ. Cái mền của nó đẹp thật. Mền đẹp. Wow, cái phần kết nối cáp led của nó. Đây có khi cái phần kết nối cáp led của nó đây cũng lên này. Nó không không rời đâu, nó liền luôn, nó thiết kế liền luôn. Còn đây là cái socket cắm cáp 30 pin rồi. Socket cắm led 30 pin đây. Đó. Chúng ta các bạn ơi, nếu mà mình dùng cái màn này thì cái lực nó tác động vào cái khu vực này cũng vừa phải thôi nhé, bởi vì các cái linh kiện đây này. Còn đây đây là cái táp của nó này các bạn này. Táp. Đây là một táp, hai táp tín hiệu lên xuống. Đây này, đồ con này của Inonox nhé. Inonox. Đây mình dùng cái đèn flash mình soi xem cái hai cái lớp phân cực với này. À đây các bạn này vẫn vẫn có ánh sáng nhìn thấy đấy, vẫn có ánh sáng nhìn thấy đấy. Nhưng mà nếu mà kết hợp cả các cái nốt này này với lại cái lớp đáy này là khó nhìn lắm, khó nhìn ánh sáng lắm. Nhưng mà con màn thường này nhá, xuyên luôn các bạn nhé, xuyên luôn đó. Như vậy là chắc là chỉ có ấy thôi, tổng tổng cái lớp. À đây cái con này nó cái tấm lớp nền của con này là mình cũng vừa đếm xong, nó ít hơn hẳn so con ít hơn hẳn so với lại cái con full HD IPS nhé. Nó có đâu đó có 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 lớp thôi. Trong khi đó là cái con full HD IPS này nó có 6 lớp liền cơ. Với lại cái công nghệ IPS của nó khác hoàn toàn so với công nghệ của màn thường. Khác hoàn toàn. Cái cách bố trí tinh thể lỏng nó cũng khác hoàn toàn so với con này. Đấy là nó cũng khó soi lắm. Vì vậy là khi mà chúng ta test màn thì phải test màn với lại chúng ta soi dập vỡ là mình phải kiểm tra kỹ các bạn nhé, kiểm tra nhìn kỹ mà. Còn tất nhất là hiển nhiên là cắm vào máy nhìn thì nó xuất hình nên thì nó sẽ dễ hơn, cái đấy thì nó không nói rồi.